Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ năm, ngày 30 tháng 6 năm 2022, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá bích thái hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá bích thì hàng ngày, hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, anh chị nào có xem kênh, có quan tâm đến giá bích hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá mít hôm nay thì cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Trong một vài ngày trở lại đây thì tình hình giá mít thay đổi liên tục, và hiện nay giá mít cũng đang còn ở mức giá rất là thấp. Hy vọng là trong một vài ngày tới thì giá có thể tiếp tục tăng mạnh trở lại để cho quý bà con mình có thể yên tâm. Tình hình giá mít thái sáng hôm nay thì ở khu vực Vĩnh Long thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng ký. Khu vực Cần Thơ thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng ký. Khu vực Đồng Tháp thì kem lớn là 6, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng ký. Khu vực An Giang thì kem lớn là 6, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng ký. Giá mít xô hiện nay ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang thì thương lái đang mua xô với giá đồng từ 2.500 đến 3.000 đồng ký. Còn khu vực Sóc Trăng thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1.000 đồng ký. Khu vực Trà Vinh thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1.000 đồng ký. Còn khu vực Long An thì kem lớn là 6, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1.000 đồng ký. Khu vực Tiền Giang thì kem lớn là 6, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1.000 đồng ký. Giá mít xô hiện nay ở khu vực Long An và khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua xô với giá đồng từ 3.000 đồng ký. Giá mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác, chứ khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều giữa mít. Còn khu vực Tây Ninh thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1.000 đồng ký. Khu vực Bình Dương thì kem lớn là 4, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1.000 đồng ký. Khu vực Bình Phước thì kem lớn là 4, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1.000 đồng ký. Khu vực Đồng Nai thì kem lớn là 4, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1.000 đồng ký. Khu vực Vũng Tàu thì kem lớn là 4, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1.000 đồng ký. Giá mít xô hiện nay ở khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua xô với mức giá động từ 2.500 đồng một ký. Còn ở khu vực Tây Nguyên thì kem lớn là 3, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1.000 đồng một ký. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể quý nông dân, quý vị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn.